Ok, đây chúng ta sẽ thực hành. Mình sẽ giới thiệu về cái bo BUC này. Thì để thực hành và để lập trình ứng dụng cái bo này á, thì đầu tiên là như vậy này, chúng ta sẽ quan tâm tới cái thằng này, cái bo này nó chân cấp nguồn của nó này. Ở đây mình đang cấp nguồn, con này nó dao động nguồn từ là 12 tới 24V đều được ha. Thế đây mình đang dùng cái nguồn, đây mình đang xài một cái cục cục adapter, đây mình cấp nguồn cho nó cũng được. Adapter 12V mình đang cấp nguồn cho nó cũng được, mình cấp nguồn tạm cho nó ha. Đây là cái thứ nhất, tức là chúng ta sẽ có một cái bộ nguồn, nhưng mà tối ưu là chúng ta sẽ xài một cái nguồn 24V ha, 24V. Rồi mà cái thứ hai là chúng ta muốn kết nối giữa cái thằng này và cái máy tính thì chúng ta phải có một cái gọi là sợi cáp ha. Hai thằng này muốn kết nối được với nhau thì cáp đấy, mà cái cáp này người ta gọi là cáp USB RS232 ha. Thì cái cáp này á, thì nó sẽ có cái cổng này nè, cổng này người ta con này đang chạy cái cổng này nè, cổng này là cổng RS232 ha, RS232 thì chúng ta sẽ xài cái cáp này à, đấy. Yeah. Chúng ta thấy nhiều cái cáp nó giống nhau ấy, nhưng mà cái cổng nó giống nhau nhưng mà cái nó khác cái chuẩn đó, khác cái chuẩn là RS 232 hay 422 á, thì chúng ta sẽ không bao giờ kết nối được nha. Cái nào nó cũng phải đúng cái chuẩn. Tại vì cái chân này nó có tới 9 chân, nhưng mà thằng này á, nếu mà 232 thì nó chỉ xài có 3 chân à. Là TXRX và GND. Hay còn 422 thì nó xài nhiều hơn, hoặc là 485 nữa thì nó cũng lại xài, 485 thì nó xài có 2 chân à. Đấy, cho nên là chúng ta cứ nhìn giống nhau là chúng ta tưởng là chúng ta kết nối được, nhưng mà không phải nhá. Đúng theo cái chuẩn nữa, đó là cái kiến thức. Đấy ha. Đấy thì cái thằng này chúng ta sẽ kết nối vào này, và cái đầu jack còn là dây còn lại ấy, thì chúng ta sẽ kết nối vào cái máy tính ha, cái laptop của chúng ta, cái máy tính gì đấy đó là được này ha. Đấy, thì nó sẽ kết nối cái cổng USB này, mà chúng ta sẽ cấp nguồn cho chúng ta, cấp nguồn cho nó ha, cấp nguồn cho cái bộ này thì ta cấp đúng cái chiều âm dương ha, chiều âm dương là được ha. Đấy, cấp đúng chiều âm dương. Thì trên này nó có một cái công tắc gạt nữa ha, công tắc này là để chọn chế độ mà tắt run nữa, ha, đấy, run hoặc tắt run đấy, nó có một cái công tắc gạt cho cái bò này cắm vào nó nghe tiếng kêu bên này. Đấy rồi, rồi một cái nữa ha. À, khi mà chúng ta kết nối cái thằng này với cái máy tính của chúng ta thì nó sẽ có liên quan tới một cái nữa, đó là cái driver ha, cái driver, tại vì driver là để nó phân biệt được, nó nhận được cái cọng cáp mà chúng ta kết nối vào á. Device, chúng ta sẽ gõ cái chữ trên cái thằng này nè, ta gõ chữ device ha, chúng sẽ gõ chữ device manager là quản lý các cái thiết bị, vào cái phần mà quản lý các thiết bị ngoài vi ha, này device manager đó, thì chúng ta sẽ tức là, trên cái con này nó sẽ xài một con chip ha, chip thì nó giao tiếp với cái thằng máy tính này qua con chip này. Con này đang xài là CH340 này ha. Thì cái này làm gì? Để phân biệt là để biết cái thằng này là cái cáp và cái thằng bên này cắm nó cũng vậy nè ha. Đó, những con này là con chuột nè, bàn phím. Thì để nó phân biệt là nó nhận biết là cái này là của cái gì thì đấy là cái driver ha. Thì chúng ta phải cài lên ha. Đấy, CH340 này ha. Đấy. Đấy, khi nào nó báo như vậy là nhận ha. Đó. Đây là chúng ta kết nối được bo với lại cái thằng này. Để nó nhận rồi ha, nhận rồi. Rồi, để lập trình thằng này á, thì chúng ta cũng chỉ xài một cái phần mềm cơ bản thôi. Ta sẽ xài được hai thằng này, GS Development hoặc GS Work 2. Nếu mà đối với cái bo cũ á, mình hay xài Development, tại vì Development nó nhẹ hơn là cái thằng GS Work 2 chạy nhanh hơn ha. Đấy. Rồi, khi đấy thì chúng ta sẽ vào chúng ta khai báo nè. Rồi rất là new ha, rồi rất bấm ok. Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ kiểm tra cái kết nối ha. Rồi, chúng ta kiểm tra kết nối và chúng ta khai báo ha. Thì chúng ta sẽ vào cái chỗ này nè, chúng ta sẽ vào cái phần online này, chúng ta sẽ kéo xuống cái thẻ này, trên setup nè ha, trên transfer đây, vào đây đó, mà chúng ta sẽ vào đây sau đây USB ha, chúng ta chọn thứ nhất là đây là gì, RS232 này ha,
cộng của chúng ta là gì? Cộng hồi nãy là cộng 4 đúng không? Và cái này là cái tốc độ truyền ha. Đấy. Thì nếu cái này nếu chúng ta để của nó thường là cái bó fx này á, là 9.6 này ha. Đó. 9.6. Còn mà 3U là hình như là nó là 3894. Nên chúng ta bấm ok. Đây chúng ta sẽ cần connect test này. Đấy, như vậy là được ha. Ok. Đó, ok. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái chương trình nó lên. Đó, chúng ta sẽ lấy cái chương trình từ cái bo này lên máy tính thôi. Thì chúng ta sẽ đọc cái chương trình ra. Chúng ta sẽ vào đây. Online nè. Read ha. Thì chúng ta đọc cái chương trình nó ra nè. Read, đọc cái chương trình lên ha. Rồi, sẽ bấm tiếp vào đây hết nè. Rồi, sẽ bấm vào cái chỗ này. EQ này ha. Rồi, nó hỏi là có muốn đọc lên hay không ha. Có. Chúng ta sẽ đợi ha. Bo 1N thì nó đọc hơi lâu. Đây, chúng ta đợi nó đọc. Chừng nào mà lên complete đó. Complete là hoàn thành đấy, complete ha. Ok. Đó, đây là cái chương trình nó chưa có gì hết ha. Đấy, còn bây giờ mình muốn sửa cái chương trình này thì mình sẽ bấm cái F2 này ha. F2 này, hoặc là chúng ta vào cái chỗ này ha. Đấy, bây giờ mình sẽ tạo một cái RDA F0 ha. Thì mình sẽ out cho một cái con y đi ha. Mình đổ chương trình xuống á. Đây mình sẽ sử dụng cái lệnh là lệnh lật LTP Y0 ha. Cái lệnh lật này là khi mình nhấn một phát thì nó có, mà nhấn một phát nó mất. Đấy. Bây giờ mình muốn cái chương trình nó đang bị như vậy này ha. Thì chúng ta phải bấm cái F4 này ha. F4 để mình convert chương trình trước khi mà mình pin mình convert chương trình ha. Sau khi mình convert xong thì mình mới đổ chương trình xuống được. Đổ thì mình lại vào cái phần online này, mình write này ha. Write. Bấm vào đây tích ha. Xong mình sẽ chọn EQ nữa. Thì mình sẽ chọn Z. Nó hỏi là có stop PC không ha, stop trên này luôn. Đấy rồi, mình sẽ đợi nó đổ xuống ha. Đợi ha, đợi nó đổ chương trình xuống mà chừng nào nó complete á ha. Rồi ok này, nhấn Z. Ok, complete Cloud ha. Đấy, bây giờ mình muốn điều khiển monitor thì mình bấm cái F3 ha. Bấm F3 nha, nó F3 nó xanh lên. Rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển thì mình bấm Shift nè. Shift Enter ha. Shift Enter phím tắt ấy. Nhưng mà một tay mình đang cầm cái điện thoại thì mình không được. Mình sẽ vào cái phần này ha. Mình sẽ device test nó ha. Device test. Device test này ha. Nó sẽ xuống cái chỗ này. Device test ha. Đấy. Mình sẽ có fork on và fork off ha. Lên fork on nó lên. Đấy, chúng ta nghe kêu một phát ha. Nó ra nó đang có nè. Y không đang sáng sáng xanh này đến đây ha. Đây y không đang sáng này. Bây giờ mình phục học nó ha. Phục học. Mình sẽ online phát nó. Đây ha. Thì nó tắt lên. Đây ha. Đấy là ngõ ra. Con này là ngõ ra relay. Ngõ ra relay là ngõ ra dạng tiếp điểm ha. Tiếp điểm thì chúng ta muốn điều khiển gì cũng được. Nguồn 2.2, nguồn 24V, nguồn 12V, nguồn 5V, tất cả mọi thứ. Tại vì nó chỉ là thiết bị đóng cắt thôi. Đấy. Cái bài đầu tiên. Nên làm quen với hàng này. Sau mình sẽ tiếp tục xem từng bài một nhé.